Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, là một trong những nữ ca sĩ trẻ, tài năng, xinh đẹp của showbiz Việt, sự nghiệp và đời tư của Hiền Hồ luôn được sự quan tâm từ người hâm mộ. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi liên tục cập nhật những hình ảnh chụp bên xe sang, hàng hiệu và check-in tại sân golf sang chảnh. Trong khi dư luận đang xôn xao về những hình ảnh của Hiền Hồ bên một vị đại gia được lan truyền, thì loạt scandal của giọng ca rồi người thương cũng hóa người dưng, bất ngờ bị đào lại. Năm 2017, Hiền Hồ tham gia Giọng Hát Việt và cô lựa chọn về đội của huấn luyện viên Tóc Tiên trong quá trình tham gia cuộc thi. Tại đây, cô có cơ hội được trình diễn với Soobin Hoàng Sơn. Sau đêm thi, khán giả đứng ngồi không yên khi ảnh Hiền Hồ, Soobin Hoàng Sơn cùng nhau đi xem phim được lan truyền trên mạng xã hội. Sau nhiều lần phủ nhận, Soobin Hoàng Sơn lên tiếng thừa nhận từng tìm hiểu và hẹn hò với Hiền Hồ, nhưng cả hai đã chia tay sau đó. Ở thời điểm đó, nhiều người hâm mộ cho rằng phía Hiền Hồ đã tự ý dàn xếp, cố tình đăng hình ảnh, clip nhằm úp mở mối quan hệ với Soobin Hoàng Sơn để nhiều người biết đến. Hai năm sau ồn ào tình ái với Soobin Hoàng Sơn, Hiền Hồ kết hợp với Bùi Anh Tuấn ra mắt MV Cưới Nhau Đi. Khi sản phẩm âm nhạc ra mắt, Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn từng để lộ chi tiết cùng nhau đi du lịch, xem phim. Mối quan hệ giữa hai ca sĩ cũng thân thiết hơn. Bùi Anh Tuấn không ngần ngại công khai Hiền Hồ là người đặc biệt và anh thừa nhận có cảm xúc đặc biệt với Hiền Hồ. Từ đó, tin đồn Hiền Hồ, Bùi Anh Tuấn nảy sinh tình cảm với nhau xuất hiện và được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng. Trong một bài phỏng vấn, Hiền Hồ từng chia sẻ, cô và Bùi Anh Tuấn là bạn bè thân thiết. Hai người thường xuyên tâm sự những chuyện vui buồn, nhưng không phải mối quan hệ yêu đương như nhiều người đồn đoán. Sau Bùi Anh Tuấn, Hiền Hồ bị réo tên cùng với rapper B-Ray. Trong quá khứ, B-Ray từng tuyên bố chỉ theo dõi một người duy nhất trên mạng xã hội là người yêu mình. Một thời gian sau, dân mạng phát hiện nam rapper không theo dõi bất kỳ ai trên Instagram ngoài Hiền Hồ. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính. Chưa một lần chạm mặt, chưa một lần nói chuyện. Có gì đó nhầm không em? Sau màn đính chính của Hiền Hồ, B-Ray bỏ theo dõi nữ ca sĩ trên Instagram. Chưa dừng lại ở đó, Hiền Hồ từng vướng nghi vấn hẹn hò với chồng cũ của DJ Tít. Hàng loạt hình ảnh thân thiết của cả hai được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Trước nhiều đồn đoán không hay, Á Quân Giọng Hát Việt 2017 cho hay cô không muốn nhắc đến ồn ào ngoài công việc. Tuy nhiên, những tin đồn không chỉ gây ảnh hưởng đến cô mà còn làm phiền nhiều người khác. Cô bày tỏ mong muốn mọi người không lan truyền những tin đồn thất thiệt. Mới đây, Hiền Hồ lại một lần nữa khiến dư luận dậy sóng khi là nữ chính trong bức ảnh chụp cùng ông Hồ Nhân, tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Trả lời báo chí về những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, tổng giám đốc Nanogen khẳng định hai người chỉ là anh em họ của nhau. Hiện tại, fanpage và trang cá nhân của nữ ca sĩ cũng đã biến mất sự ồn ào này. Sau ồn ào chuyện tình cảm với Soobin Hoàng Sơn, giọng ca gặp nhưng không ở lại, tiếp tục vướng nghi vấn bị Tóc Tiên cạch mặt. Khi đó, Tóc Tiên bỏ theo dõi tài khoản Instagram của Hiền Hồ. Trên trang cá nhân, ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật. Vì nghĩa khi ấy mà không thể kéo màn được một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức người biết chuyện phải vờ như không biết. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Hiền Hồ có nhiều thay đổi. Trước đây, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt dễ thương. Đến nay, nhan sắc của giọng ca rồi người thương cũng hóa người dưng được cho là có nhiều thay đổi, đặc biệt là mũi và cằm của cô. Không ít lần, giọng ca sinh năm 1997 gây xôn xao khi xuất hiện với gương mặt sưng phù, đơ cứng, kém tự nhiên. Nhận được câu hỏi về nhan sắc ngày càng khác lạ của mình, Hiền Hồ từng chia sẻ, thật ra mỗi giai đoạn con người sẽ có những phong cách khác nhau. Như khi hóa thân vào một MV, tôi tạo hình nhân vật khác, tóc tai trang điểm khác nên nhìn sẽ khác. Về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, thay vì trả lời trực tiếp, Hiền Hồ cho biết cô ủng hộ việc phụ nữ can thiệp thẩm mỹ để đẹp hơn. Tuy nhiên, phụ nữ nên làm đẹp, có chọn lọc để giúp bản thân tự tin, khác biệt. Trên trang cá nhân, Hiền Hồ thừa nhận đã tiêm filler cho mũi cao hơn, cắt mí mắt, nâng cơ mí mắt, làm má, làm răng. Bên cạnh scandal tình ái, Hiền Hồ từng gây tranh cãi với loạt phát ngôn về tình yêu. Năm 2017,
Khi bị đồn đoán hẹn hò với đại gia, Hiền Hồ lập tức phản pháo. Đại gia nào mọi người có biết không? Tôi cũng không biết luôn. Đại gia người ta tặng nhà, tặng xe hơi, chứ người ta tặng mấy đồ rẻ tiền làm gì? Theo tôi biết, đại gia là thường lớn tuổi đúng không? Tôi không quen ai lớn tuổi cả, toàn quen người trẻ tuổi thôi. Mọi người nghĩ tôi gặp đại gia thì phải cho bằng chứng là đại gia nào. Xã hội này có biết bao nhiêu người đẹp hát hay, tại sao họ lại chọn tôi? Tôi vừa gầy, nhà sắc lại chẳng có gì đặc biệt, thì sao quen đại gia được chứ? Năm 2019, Hiền Hồ nhận được một câu hỏi về việc công khai người yêu. Lúc này nữ ca sĩ trả lời, tôi không ngại việc công khai đâu. Tôi có người yêu thì thích súng xính với người yêu. Vì hiện tôi đang tập trung cho công việc nên không có thời gian. Tối rảnh tôi thường xuống dưới nhà xem phim xong về ngủ, rồi đi làm, tập nhảy, tập hát. Tôi cũng không ra ngoài nhiều nên không gặp được nhiều đối tượng. Nếu có thì trong tương lai, tôi có công khai hay không thì hên xui. Mai mốt cưới tôi sẽ công khai. Thật ra tôi là người yêu rất cuồng nhiệt, yêu ghê lắm, nhưng thôi là thôi rồi đó. Cách đây không lâu, thông qua trang cá nhân, Hiền Hồ từng bày tỏ quan điểm. Yêu 2-3 người cũng được, miễn mình thật lòng. Quan điểm của nữ ca sĩ vấp phải tranh cãi từ dư luận. Đa số ý kiến cho rằng việc yêu 2-3 người thì ắt hẳn là người không chung thủy. Khi bị gắn mác ca sĩ thị phi, Hiền Hồ bộc bạch với Liêu Hà Trinh. Xác định theo con đường nghệ thuật là nghệ sĩ thì phải chấp nhận thị phi. Nếu nghệ sĩ làm gì mà người khác không để ý nữa thì đó là một điểm rơi rồi đấy. Em không muốn như thế một tí nào. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.